Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm clip hai màn hình con Samsung Galaxy A32 nha các bạn. Các bạn, trước mặt mình là con Galaxy A32 nha các bạn. Đây, cái này khách xài bị vỡ khúc trên cái camera sau nha các bạn. Con này thì màn hình cách xài còn lên ok bình thường nha các bạn. Nhưng mà khách yêu cầu mình thay luôn full bộ màn hình nha các bạn. Đây, trường hợp này mình đã tư vấn với khách là con này thay kính được, nhưng mà khách yêu cầu là mình thay màn hình luôn nha các bạn. Chi phí thay kính thì nó rẻ hơn so với thay màn hình, nhưng mà khách yêu cầu mình thay luôn màn hình nha các bạn. Đó, khách không muốn thay kính, khách luôn muốn thay full bộ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái màn hình bên mình nha các bạn. Đây các bạn, màn hình neo bên mình nha các bạn. Đây, màn hình có khung sẵn luôn nha các bạn. Đó, khách muốn thay là thay hết nguyên cái này cho nó. Đó, màn hình thì ok đó. Con này mình đã tư vấn thay kính cho giảm giá chi phí, nhưng mà khách không muốn thay, khách chỉ muốn thay full bộ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo máy và mình thay màn hình cho các bạn xem nha. Mình tắt nguồn trước nha các bạn. Hồi nãy mình đã tháo cái mặt lưng ra trước sẵn rồi nha các bạn. Lưng này thì nó dán keo xung quanh thôi. Đây, keo của lưng nó vậy thôi các bạn. Mình tháo keo ra, mình tháo lưng ra sẵn cho các bạn xem đỡ mất thời gian. Tiếp theo mình sẽ vít ốc ra hết rồi nha các bạn. Con này mình thấy viên pin rất là to nha các bạn. Viên pin con này dung lượng tới 5000 nha các bạn. Con này xài pin rất là trâu luôn. Pin 5000 là xài rất là trâu. Sẽ tháo cái sim ra nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tháo cái khung. Sẽ tháo men ra nha các bạn. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ tháo cái rung ra nha các bạn. Đây mình sẽ tháo dương pin ra luôn. Đây các bạn, mình tháo pin ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái màng mới mình gắp đồ như nãy mình tháo ra qua nha các bạn. Thì mình sẽ gắn cục gung trước. Tiếp theo mình gắn men vô nha các bạn. Đó, khi mình gắn men mình coi cái camera nó có bị bụi không, mình vệ sinh nha các bạn. Lực á. Bây giờ mình mở nguồn lên mình test màn hình nha các bạn. Màn hình hiển thị với mình vuốt cảm ứng vậy là ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vặn ốc vô mình gắp hoàn thiện luôn nha.
Rồi mình dán lưng nữa nha các bạn, dán lưng nữa mình hoàn thành luôn. Mình sẽ dán cái mặt lưng lại mình hoàn thành luôn nha các bạn. Ok nha các bạn, rồi mình đã giới thiệu các bạn cái quá trình thay màn hình con Samsung A32 bên mình nha các bạn. Nếu các bạn nào thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Mà các bạn mà đang dùng mà có bị vỡ kính vỡ màn hình nữa, các bạn hãy liên hệ với mình nha, mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn nha. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.